đi chợ nè. Bữa nay trời còn tuyết nữa nè. Rồi hôm nay tuyết nhiều hôm qua nè. Nó đây là cái chợ. Ok, tí nữa mình sẽ vô chợ cho mấy bạn xem nha. Giờ mình chuẩn bị mang khẩu trang, đeo bao tay nè.
Cho tao ăn cái cốc liền.